Mang thai đã đến tháng thứ 9, Ola Ankert nóng lòng được bế con trai của mình. Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó đã không bao giờ đến. Chị đã thiệt mạng ngay trong ngôi nhà của mình vì một cuộc không kích của Israel hôm 19 tháng 7. Nhưng con trai của chị vẫn còn sống sót. Thật diệu kỳ là các bác sĩ phẫu thuật đã tìm cách đưa em bé Malek Yassin ra khỏi bụng của người mẹ đã chết. Con gái tôi đã mong mỏi được ôm ấp đứa con của mình. Con gái tôi không bao giờ ngờ mình sẽ chết. Nó muốn ôm con mình và lấp đầy ngôi nhà của chúng tôi bằng sự có mặt của thằng bé. Con gái tôi sẽ nói, mẹ ơi, hy vọng điều này sẽ bù đắp cho sự mất mát của những người anh em đã chết của con và mang lại sự sống cho ngôi nhà của chúng ta. Vụ đổ này giống như nhiều vụ đổ khác đã giết chết một số thành viên trong một gia đình. Israel đã phát động cuộc tấn công vào dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của phiến quân Hamas. Những bé sơ sinh sống sót qua các cuộc oanh tạc thường xuyên của Israel thì vẫn không thể có cuộc sống an toàn giữa khung cảnh tàn phá ở Gaza. Các bệnh viện trên khắp Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Bác sĩ Andakran cho biết bé Malek Yassin đã được chuyển đến một bệnh viện khác và đặt vào lồng ấp. Đứa trẻ này hiện đang bắt đầu cuộc sống không có mẹ và bị tước đoạt quyền đơn giản nhất là được bú sữa mẹ. Mẹ cậu đã chết, đồng nghĩa với việc cuộc sống của đứa trẻ này bắt đầu không có mẹ và cậu bị tước đoạt tình cảm của mẹ. Đứa trẻ này đã làm gì mà phải chào đời với hoàn cảnh khó khăn và tồi tệ như vậy, bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,